Anh đây, có chuyện gì? Sao? Bị chúng nó săn à? Thế bây giờ đang ở đâu? Trong công an huyện à? Ừ, tôi được rồi, cứ yên chí ở đấy nhá. Chuyện gì vậy anh? Không, chuyện cơ quan mà. Anh à, vâng, chào thủ trưởng ạ. Em Tuất đây ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, báo cáo anh, tổ thằng Lâm trên đường rút về bị bọn thằng Trư đánh cho một trận, trọng thương. Dạ, bây giờ đang nằm trong công an huyện ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng. Dạ, dạ, dạ. Vâng ạ. Mẹ kiếp, giật một lúc ăn hại đói nát. Trong nhân gian đầy ai xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng ma. Thân ta mang tội lỗi chất chồng, tay ta gieo nhiều chuyện thương vong. Chúng bay, tản ra. Thưa đại ca, nói đi. Em đã cho quân lục tung cả bệnh viện thì biết được chúng đã bỏ đi trước khi quân mình đến khoảng một tiếng. Em đã cho kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trong thị trấn, nhưng cũng không thấy gì ạ. Đồ ngu! Tại sao mày không kiểm tra các tuyến về tỉnh hay là sang Hưng Hóa? Dạ có chứ ạ. Gần sáng tìm các huyện không thấy, bọn em đã tản ra săn dọc quốc lộ 76, 54 và các đường sang Mường Túc, La Phù, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chúng ạ. Thế thì bọn này có thể trốn đâu được nhỉ? Mày cho mấy đứa lên đó dẫn hai cô giáo về đây, dò hỏi bọn thằng Kiên coi. Dạ, em đã trực tiếp hỏi bọn đi cùng thằng Đức, thì bọn nó bảo chỉ thằng Kiên bảo đi tìm hai thằng trên lớp con bản, nhưng không thấy nó nói tìm hai thằng đấy để làm gì ạ. Sao mày không hỏi thằng Kiên? Thằng Kiên nó bị thương nặng lắm ạ. Bác sĩ nói nó bị vỡ tinh hoàn, tổn thương mắt, thiếu chút nữa thì bị mù vĩnh viễn. Nó vẫn nói được chứ? Dạ không ạ, nó còn bị một đòn vào cổ, đến bây giờ vẫn chưa nói được. Mẹ thằng này, nó ra đòn ác thật. Giờ nó ở đâu? Dạ nó vẫn ở dưới khu nhà nghỉ ạ. Chẳng ạ. Sao lắm? Tôi lại xem tối qua nó làm gì. Tối qua lúc nói chuyện ngoài sân khoảng mấy giờ? Dạ lúc đó khoảng hơn 9 giờ. Tôi đến khoảng nó xem. Dạ nó tắm, nước bắn tung tóe vào camera, không nhìn thấy gì ạ. Mẹ nó, tao sợ nó nghe được vụ nói chuyện ngoài sân nên đã báo cho bọn kia trốn. Tụi mày xem tất cả hình ảnh của các camera ngoài, có gì lạ báo tao ngay. Dạ. Thưa đại ca, em lên trường bốc hai con giáo viên về đây cho anh ạ. Làm liền đi. Dạ.
con chào ông ạ. Ừ. Con bố bợm đây à? Cho ông hỏi nhé. Hai người ở trên lớp với cô lâu chưa con? Ông hỏi thế nó sợ đấy ạ. Nó không nói gì đâu ạ. Hôm qua con hỏi nó rồi. Nó bảo hai người đó ở với cô giáo. Họ đưa cho nó mảnh giấy. Giấy à? Nó đâu? Đưa cho tao. Mày câm à? À con nhớ rồi ạ. Đành như tờ giấy đấy đưa cho Kiên ạ. Thằng Kiên à? Như vậy chắc chắn hai thằng này đã bị bọn thằng Kiên chém. Chúng mày còn ở bệnh viện không? Ừ. Hỏi bọn thằng Kiên á, hai thằng bị tụi nó chém có phải là bọn trên lớp cắm bản không? Nhớ lục soát kỹ mấy thằng bị chém, xem có mảnh giấy nào hay không. Bằng mọi giá kiếm cho được mảnh giấy đó cho tao. Rõ chưa? Ông hỏi con này, hai người đó nhờ con đưa tờ giấy cho ai? Ừ? Dạ, tờ giấy đấy con hình như hai người đấy nói tiếng Kinh nó không hiểu gì ạ. Ô con mày, biết đi. Dạ. Tao nghe đây. Này, mày xem thằng nào đỡ đau ấy, đưa số chỗ đánh hôm qua, tìm bằng được mảnh giấy có rơi ra hay không. Ừ. Đưa chúng nó vào đây. Đại ca, em đưa chúng nó đến rồi. Cô giáo đây à? Xin lỗi. Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Chúng tôi là giáo viên, ở đây để dạy học cho con cháu không? Tao không được làm thế. Mày! Đại ca, đại ca bình tĩnh, để em hỏi ạ. Hai cô nói đi. Hai thằng mấy hôm vừa rồi ở cùng các cô là ai? Họ là giáo viên ở trường lao động cộng đồng, lên đây để làm đề tài khoa học. Nếu mà không tin chúng tôi, các ông về trường của họ ở dưới Hà Nội mà hỏi. Thế hai thằng đó là bồ các cô à? Ừ, đúng rồi. Mà từ hôm qua đến giờ, các ông cứ sùng sục tra hỏi chúng tôi về bọn họ. Bọn họ ở dưới Hà Nội lên thì có liên quan gì đến các ông cơ chứ? Hay là các ông làm điều gì mờ ám cho... Cấp miệng! Đại ca! Mày muốn bị đòn nữa à? Ông cứ bình tĩnh, nói chuyện như người lớn đi. Chúng tôi ở đây hy sinh tuổi xuân, cắm bản để dạy chữ cho con cháu các ông, nên các ông cư xử cho phải. Có gì thì từ từ nói. Hôm qua hai thằng đấy có đưa cho thằng A Lửa một tờ giấy. Thế trong tờ giấy đó viết cái gì? Đấy là giấy thông báo họp phụ huynh tôi đưa cho A Lửa. Không biết là cháu đã về đưa cho bố mẹ chưa? Cái gì? Họp phụ huynh? Thế có việc gì mà phải hẹn gặp? Dạo này A Lửa có vẻ chểnh mảng trong học tập lắm. Tôi thấy đáng lo, cho nên muốn gặp phụ huynh của cháu để trao đổi. Mày đừng ăn nói linh tinh. Chính thằng Lữ nói hai thằng đó đưa tờ giấy cho mày mà. Thì tờ giấy đó chính là do tôi viết mà. Lúc đấy anh ấy thấy tò mò cho nên lấy để xem rồi đưa lại cho thằng Lử. Mà thôi, nếu mà các anh thấy không tin thì đi xuống dưới trường các anh ấy mà hỏi. Nghe nói trường đấy nằm ở quận Cầu Giấy đấy. Thế chúng nó xuống huyện chơi với ai? Xuống đấy thì ở đâu? Các anh ấy có nhiều bạn lắm.
tôi không biết được. Với cả hôm qua hình như ở dưới Hà Nội có việc gì gấp, các anh ấy về Hà Nội rồi. Nó xuống huyện chơi với ai? Đọc tên cho tao nghe. Tôi làm sao mà biết được. Thế hai thằng ấy tên là gì? Nói mau. Hai anh ấy tên là Huy và Tuấn. Chúng mày gọi điện ngay cho chúng nó, xem chúng nó ở đâu. Từ hôm qua đến giờ tôi gọi điện nhưng mà có được đâu. Thôi bây giờ thế này, nếu mà có việc gì gấp thì các anh cứ đưa số điện thoại cho tôi, rồi khi nào các anh ấy về tôi gọi các anh lên để làm cho ra lẽ. Chứ bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói thêm cái gì cả. Các anh thả chúng tôi về được chưa? Đưa nó đi. Dạ. Với thằng kia, cho chúng nó về. Này, em chẳng hiểu gì cả. Tại sao lúc ở sân nhà thằng Trư, chị lại bảo họ tên là Huy và Tuấn, rồi thì mình lại là bồ của họ? Em có nhận thấy điều gì bất thường không? Điều gì? Chị nghĩ họ không phải là giáo viên ở trường đại học lao động, mà là... Là gì cơ? Họ là công an mật. Cái gì? Công an á? Không sao đâu. Nhưng mà sao chị lại nghĩ họ là công an? Em cứ thử nghĩ xem. Họ bảo về đây để điều tra tình hình lao động dân số, nhưng mà mấy ngày liền chẳng chịu đi đâu cả, lại cứ lân la hỏi về trang trại của lão Trư, rồi hôm trước lại còn bắt quen thằng Lử. Rồi thì... Rồi sao? Hôm trước chị thấy ông Lâm đưa cho thằng Lử một mẩu giấy, nhưng mà chị cũng không rõ là trong mẩu giấy ấy viết cái gì cả. Thế sao lúc ở nhà ông Trư chị lại bảo đấy là giấy mời họp phụ huynh? Lúc đấy chị cũng chẳng biết nói thế nào nên nói liều như thế. Với cả chị cũng nghĩ là chúng chưa tìm được mẩu giấy đấy đâu. Nếu mà không thì làm gì mà thả chị em mình về dễ dàng như thế. Công nhận. Mà chị có năng khiếu làm công an đấy. Nhưng tại sao chị lại bảo họ là bồ của mình? Thì chỉ có nói như thế mới lý giải được việc là mình cho các ông ấy ở lớp học đến mấy ngày liền chứ. Chứ là người lạ thì ai cho ở như thế, đúng không? Mà chẳng nhẽ lại nói hai chị em mình là tay trong của công an à? Bình thường trông chị lù khà lù khù mà lần này thông minh thế. Chị chỉ nghĩ là nếu mà họ là công an thì mình càng phải giúp họ. Họ nhận nhiệm vụ dấn thân vào nguy hiểm cũng chỉ vì cuộc sống an ổn của người dân. Thế thì mình càng phải giúp họ em ạ. Này, hay là chị ghét anh nào rồi chứ gì? Em này. Thế nào? Tổ bọc lót đã về cả chưa anh Tuất? Dạ. Ông cao đồng chí giám đốc, theo sự chỉ đạo của đồng chí, hôm qua là tổ bọc lót Minh Mường Kim đã rút cả về rồi ạ. Ừ. Vâng. Nhưng mà cũng không may cho cậu Lâm với cậu Long trên đường về bị ngã xe. Em cho nghỉ mấy hôm để dưỡng thương. Bị ngã xe ở đâu? Có nặng không? Sao tôi không biết? Báo cáo anh, ngã ở Kim, mà tối hôm qua về muộn quá. Chết thật. Đồng chí Hoàng. Dạ. Lát nữa đại diện đơn vị đi thăm hai đồng chí đó. Vâng anh. Cậu Thắng, tí nữa báo đội công tác chính trị hậu cần chuẩn bị chút quà đi thăm hỏi anh em. Và cậu báo luôn ai đi được thì đi nhé. Đó. Có cái chuyện gì mới không?
Báo cáo anh, trinh sát cho hay hàng sắp về. Họ có đề xuất gì không? Ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào có tin ra thì sẽ phối hợp với Mừng Kim để hành động. Nhưng mà để cho thằng Chư thoát. Rất hay, đúng ý của tôi. Ý của anh sao? Thì hôm trước anh nói bắt được thằng Chư để khai thác nó. Tôi bảo là anh nằm trong rừng mơ. Là bởi vì đời nào thằng Chư nó lại nhận, nó chuyển hàng trắng qua đây. Nó nhận như thế để nó chết à? Ý của tôi là rất trùng với suy nghĩ của thằng Triều đấy. Tôi hiểu rồi. Ý anh là nối sợi dây dài để câu con cá to. Đánh qua tay vù đá sẽ hỏng việc lớn. Không nên xa đà vào chuyện dọc được. Trận này ta phải tính dài hơi. Cào tay. Tôi không ngờ thằng lính của tôi lại có tư duy như giám đốc. Đừng tưởng cấp dưới là ngu, cấp trên là sáng mà đi tu là hiền. À, thôi, cái vụ ma túy đá thì chúng ta cứ để bên Mường Kim họ vụt, miễn là họ đáp ứng được đúng yêu cầu nghiệp vụ của chúng ta. Để chắc ăn, quá trình nổ ra án tôi đề xuất là cử thêm người bên cạnh họ để kịp thời triển khai việc kia. Đương nhiên rồi, mà việc này giao cho anh làm đi nhá. Thôi thế nhá. À, anh nhớ làm công văn gửi cho họ luôn nhá. Rồi. Rồi. Thôi các đồng chí nghỉ. Vào đây. Chào anh. Thưa anh, chuyện của anh Quý ngon rồi ạ. Sáng nay tay Hùng Sở Công Thương gọi điện báo với em về kết quả của gói thầu. Hồ sơ của anh Quý đã trúng thầu dự án hơn 100 tỷ ạ. Dạ thưa anh, vụ này anh Tuất con nuôi xếp Hồng lập công đầu đấy ạ. Một tay anh ấy thiết kế cả, cực kỳ túc trí đa mưu. Em nghĩ là nhân cơ hội này, chúng ta nên thưởng thật là hậu hĩnh cho anh Tuất. Còn những việc khác thì khi nào xong việc mình gửi quà hậu tạ sau ạ. Còn riêng về tay Hùng Công Thương, anh nghĩ là mình có nên bơm thêm cho hắn không ạ? Có. Bơm tiếp lần hai, gấp đôi lần trước. Dạ, Quý đã bơm cho hắn rất là hậu hĩnh rồi ạ. Có cần thiết không anh? Không không không. Tiền đơn giản chỉ là con số, đừng ngại chi. Riêng với tên này, mình phải dùng uy thể hiện bản lĩnh của ta trước. Sau đó quy hàng rồi, dùng ân mà đãi, dùng tiền trói cho chặt. Còn nhiều việc khác nữa, có phải không anh? Thưa anh, về chuyện mình tặng xe cho bên công an tỉnh thì chuyện đó còn vướng. Vướng gì? Chả lẽ tài trợ mấy tỷ để mua xe mà còn chê à? Chỉ đơn giản là tay giám đốc không chịu ký duyệt đề xuất để nhận quà. Cái tay hoạch lửa này nổi tiếng là gàn dở anh ạ. Hâm hâm đơ đơ. Chán lắm. Các em chịu khó nghĩ đi. Anh thì nghĩ là cánh cửa nào cũng sẽ có cách mở. Mà thằng cha này thì bao giờ về hưu? Dạ, em hiểu ý anh rồi ạ. Em sẽ điều tra việc này ngay. Em xin phép. Em cũng xin phép ạ. Alo. Anh nghe đây, thưa đốc tờ. Dạ, anh chị khỏe không ạ? Cảm ơn em, anh khỏe. Em thế nào? Đang thực tập ở bệnh viện 1.000 giường giữa thủ đô Paris, châu Âu, có thích không? Dạ, công việc em bên này tốt anh ạ. Em làm ở khoa nhi, với tên nghề của em thì họ cũng ngỏ ý, muốn giữ em ở lại ạ. Thế thì tốt quá.
Trong khi bệnh viện Oan Linh của chúng ta chưa khánh thành thì em cứ làm việc ở đấy, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. Đến khi bệnh viện nghìn giường của chúng ta khánh thành thì anh sẽ giao cho em quản lý, được không? Dạ, em sang bên này chỉ để lấy cái bằng tiến sĩ thôi anh. Chứ dạ, xong rồi thì em sẽ về Việt Nam ạ. Sao? Có hàng ngàn người mơ ước ở lại trời Tây, thì em đến hỏi em về là thế nào? Em có biết là về là một bước lùi không hả em? Tiến hay lùi ấy là do cách nghĩ của từng người thôi anh. Chứ theo em thì ở Việt Nam cũng vẫn tốt mà. Chắc là anh còn nhớ về Việt Nam cống hiến ấy là ước mơ từ nhỏ của em mà. Nhớ chứ. Sau này chọn anh bác sĩ đó, lớn lên anh sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền để nuôi em, chọn anh bác sĩ nha. Alo, anh Đức. Anh Đức. Ờ, anh nghe đây, em nói đi. Em nói rồi đấy, em sẽ về Việt Nam ạ. Nhà mình cũng chỉ còn có hai anh em, mỗi người một xứ như thế thì cũng đâu có hay đâu ạ. Anh hứa là sẽ xây cho em một bệnh viện đủ tiêu chuẩn quốc tế được chưa? Dạ vâng, được như vậy thì tốt quá ạ. Dạ, em chào anh ạ. Okay, how was that? Cheers. Hàng đêm nay sẽ về đến điểm hẹn. Cứ tập kết an toàn bên ngoài trang trại. Sáng mai mày nói thằng Hùng gọi khách hàng đến. Dạ. À, ở đèo Cắn Tỉ được đấy. Thế mình gặp khách trong trang trại luôn hả anh? Mày ngu thế nhỉ. Lúc mày nói chuyện với khách, gọi thằng Hùng ra ngoài điểm hẹn, thỏa thuận xong giá cả, gọi cho tao mang hàng tới. Anh tính thế an tâm hơn ạ. Tao vừa gọi cho thằng Vàng, khoảng 10 giờ đêm nay hàng sẽ về tới. Nhớ chuẩn bị cho chu đáo, nhưng mà đừng có đi rầm rộ, dễ bị lộ. Dạ. Chôn hàng xong cho vài thằng canh gác. Cái đấy thì anh yên tâm ạ. Mà đây có phải là lần đầu tiên mình giao hàng đâu mà anh lo. Báo cáo thủ trưởng, hôm nay tiểu đoàn 3 sẽ tuần tra dọc biên giới từ cột mốc 259 đến cột mốc 620. Xin ý kiến chỉ đạo. Được, đồng chí cho triển khai ngay. Rõ. Tất cả chú ý. Nghiêm. Đằng sau, quay. Xuất đất. Báo cáo, đã xảy ra xung đột với 5 tên, 1 tên bị thương diệt, 4 tên đã được bắt sống. Có 2 chiến sĩ của chúng ta bị thương, báo cáo hết. Được, tất cả các đồng chí hãy nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện. Rõ. Các đồng chí,
và Trung Thị. Thảo Á Chư có tổng cộng 27 đàn em, đều là con cháu dòng họ trong bản. Chỉ có hai cô gái là người Kinh luôn kè kè bên mình, vừa là cận vệ, vừa là tình nhân. Xinh đẹp, giỏi võ, tài bắn súng, được Chư tin tưởng chăm sóc như hai búp bê sống. Chuyện gì? Dạ, lính gác ở chỗ 1, chỗ 2 tự dưng biến mất. Có biến rồi. Tụi bay tập hợp tất cả chúng nó lại, chuẩn bị chiến. Dạ. Dạ. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nghe bước chân phong trần, trong vắng yêu thương chim sâu nhưng lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai sắc bố nhận hai này. Tìm mình trong cơn mưa tối đau, mất nước mắt cùng đời, xuôi dòng đời cuộn trong phong lòng ta dục lửa khát khao. Cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.